Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu đá hôm nay ngày 26 tháng 12, vòng 15 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021 sẽ tranh tài với những trận đấu hấp dẫn. Trận đấu sớm nhất của vòng 15 giải Ngoại hạng Anh là cuộc so tài giữa Leicester City với Manchester United trên sân vận động King Power. Hiện tại, Leicester City đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 27 điểm, nhiều hơn Manchester United 1 điểm. Do đó, cuộc chiến giữa hai đội sẽ quyết định đội nào đứng thứ hai sau 15 vòng đấu. Leicester City và Manchester United đều giành những chiến thắng ấn tượng ở vòng 14 trước Tottenham và Leeds United nên đang rất hưng phấn. Ở trận đấu này, Leicester City có lợi thế sân nhà, nhưng bầy cáo không được phép chủ quan khi Manchester United rất giỏi trong việc trừng phạt đối phương. Theo lịch thi bóng đá ngày 26 tháng 12 và rạng sáng ngày 27 tháng 12, còn có trận đấu đáng chú ý khác là cuộc so tài giữa Arsenal với Chelsea trên sân vận động Emirates. Arsenal hiện đang khủng hoảng với 7 vòng liền không biết thắng, trong đó có 5 trận thua. Hy vọng của họ ở League Cup cũng bị Manchester City dập tắt. Arsenal lúc này đã bị dồn vào chân tường và một trận thua khác trước Chelsea có thể khiến huấn luyện viên Mikel Arteta mất ghế. Đây là kịch bản rất dễ xảy ra bởi lẽ Chelsea đang hơn Arsenal về mọi mặt, đặc biệt là về lực lượng. Đội bóng của huấn luyện Frank Lampard chưa có sự ổn định như kỳ vọng, nhưng họ vẫn sở hữu dàn ngôi sao đủ sức tạo ra sự khác biệt, đặc biệt là khi hàng thủ của đội bóng này vẫn chơi rất vững chắc. Cũng tại vòng 15 giải Ngoại hạng Anh, Manchester City sẽ có cơ hội bứt phá khi tiếp đón Newcastle trên sân nhà Etihad. Manchester City hiện đang thứ 8, nhưng họ chỉ kém Leicester City 4 điểm và còn một trận chưa đấu. Một trận thắng trước Newcastle có thể giúp họ có bước tiến mạnh mẽ như Manchester United. Bảng xếp hạng trước vòng 15 giải Ngoại hạng Anh, Liverpool dẫn đầu với 31 điểm, Leicester City đứng thứ 2 với 27 điểm, Manchester United đứng thứ 3 với 26 điểm, Everton đứng thứ 4 với 26 điểm, Chelsea đứng thứ 5 với 25 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Tottenham, Southampton, Manchester City, Aston Villa, West Ham, Wolves, Newcastle United, Crystal Palace, Leeds United, Arsenal, Burnley, Brighton, Fulham, West Brom và Sheffield United. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu? Hãy để lại ý kiến phía dưới phần bình luận. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.